Xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Thiền Đạo sẽ đưa quý cô chú anh chị đến chùa Kỳ Quang 2, còn được gọi là chùa Kỳ Quang Gò Vấp, tọa lạc tại số 154/4A Lê Hồng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 8,5 km. Ngôi chùa này đã có tuổi đời hơn 100 năm và được nhiều người biết đến với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn đương đại cùng nhiều câu chuyện vô cùng thú vị. Lịch sử chùa Kỳ Quang 2 đã tổng cộng trải qua 2 lần xây dựng, có được diện mạo nguy nga tráng lệ như ngày hôm nay. Lần đầu tiên xây dựng của ngôi chùa này là vào năm 1926. Lúc này chỉ là ngôi chùa nhỏ ở Gò Vấp, lấy tên là Thanh Châu Tự. Vào năm 2000, chùa Kỳ Quang được trụ trì là Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu xây dựng lại và mở rộng diện tích lên 75.000 m². Nhờ sở hữu nhiều mỹ cảnh đẹp gây ấn tượng nên ngôi chùa đã tạo nên sức hút đối với khách du lịch cũng như các Phật tử gần xa đến vãn cảnh và tu tập tại chùa. Lối kiến trúc của ngôi chùa Kỳ Quang này rất là cầu kỳ, phong phú và độc đáo. Phía trước chúng ta là một khuôn viên rất là rộng, xung quanh có nhiều cây rất là mát. Bên trên ngôi nhà bán đồ lưu niệm có một tượng Phật rất là to và lớn. Đức Phật này đang nằm trong tư thế Đức Phật đang nhập đại Niết Bàn. Thiền Đạo đang đi lên phía trên và quay toàn thân thể Đức Phật đang nằm. Tượng Phật rất là to, bàn chân của Ngài đến với đỉnh đầu rất là to, to hơn những gì mà Thiền Đạo mong nghĩ. Rất là to nhân quý cô chú anh chị, để xây được một cái tượng Phật nằm trên một ngôi nhà này thì rất là công phu. Các thợ xây dựng rất có công khi dùng tâm trí của mình để dồn hết vào một bức tượng đang nằm rất là đẹp. Phía trên còn có những chạm khắc và những hình đầu rồng rất là ấn tượng. Khi chúng ta lên trên này nhìn được tôn nghiêm của Đức Phật. Khi Thiền Đạo đến đây và thấy những châu bí và thấy Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu bồng lên những đứa bé, Thiền Đạo không thể nào cầm được những giọt nước mắt của mình. Thấy rất là xúc động vì có những người đã bỏ rơi con cái khi Hòa Thượng đã lớn tuổi và cưu mang trẻ nhỏ về nơi này để nuôi. Mọi người thường đến nơi này để thăm và biếu những món quà nhỏ cho các cháu, xem như là một chút tích công bồi đức cho quý cô chú anh chị trong con đường tu tập tương lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỉ tâm. Ồ, con bỉ tâm của cô kìa. Bỉ tâm nha. Bỉ học quá hả? Ai mới không làm thật. Bỉ tâm đường nha. Bỉ tâm cô kìa. Lối kiến trúc độc đáo của chùa Kỳ Quang II này nhờ thấm nhuần tư tưởng Phật giáo mà Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu đã tạo nên những thiết kế độc lạ và khác biệt với hầu hết các ngôi chùa khác ở Sài Gòn. Ngôi chùa Kỳ Quang II này, màu sắc chủ đạo của chùa là màu vàng, giữa khuôn viên có trưng bày nhiều pho tượng Phật lớn ở vị trí bốn góc. Còn có những thác nước từ trên đổ xuống vô cùng bắt mắt, tạo nên kỳ quan vô cùng sinh động cho ngôi chùa. Cảnh của ngôi chùa Kỳ Quang II này vô cùng độc đáo, bao gồm 18 ngọn núi được mô phỏng theo 5 non và 7 núi, tương ứng với Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng và Thất Sơn ở An Giang cùng 11 hang động. Kiến trúc của chùa Kỳ Quang II vô cùng táo bạo khi theo nguyên tắc 5 không: không nóc, không cột, không tường, không đà, không cửa, cùng những nét họa tiết được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Lý do ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc độc lạ này là dựa trên tư tưởng Phật giáo 9 phương trời 10 phương Phật. Đạo đang bước vào bên trong hang động Thập Nhị Chuyển Luân Kim Cang Đại Thần Tướng. Nơi này được Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu mở cửa và cho thiền đạo và du khách vào bên trong để chiêm ngưỡng các thần tướng và Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát. Thank you.
Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đi chùa Kiều Quang. Chùa Kiều Quang rất là nhiều tượng và rất là đẹp nha mọi người. Mọi người cùng đi tham quan với thiền đạo nhé. Đây là chánh điện bao gồm những tượng Phật rất là nhiều, như các tượng Phật A-la-hán và các đức Phật được trưng bày tại khu trung tâm chánh điện này để quý vị thường xuyên chiêm bái và chiêm ngưỡng những tôn tượng của các vị A-la-hán và các chư Phật. Câu chuyện về mái ấm tình thương ở chùa Kỳ Quang 2 này là một câu chuyện xúc động nhất. Để lại ấn tượng cho nhiều du khách ở chùa Kỳ Quang 2 này chính là mái ấm tình thương ra đời vào năm 1994 và hoạt động suốt 30 năm do trụ trì Thích Thiện Chiếu lập ra. Ngôi chùa đã trở thành nơi cưu mang cho 200 trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Sáng chủ nhật hàng tuần khi tiếng chuông chùa vang lên thì cũng chính là nơi du khách và Phật tử gần xa đổ về chùa thực hiện công tác từ thiện cũng như gửi gắm yêu thương đến các mảnh đời bất hạnh đang cần sự giúp đỡ. Các phần quà hỗ trợ cho các cháu như nhu yếu phẩm, áo đường, sữa để có thêm động lực. Thầy Thích Thiện Chiếu cũng như là mái ấm tiếp tục hoạt động đến ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng khám phá được nét kiến trúc vô cùng độc đáo, ấn tượng của câu chuyện đầy cảm động của chùa Kỳ Quang 2. Thank you.